Vâng, xin chào các bác đến kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng địa hình mới nhất về tại của em, dòng XDS XK800. Đây là một mẫu địa hình cao cấp được sử dụng cấu hình, được trang bị cấu hình DOG và giảm sóc hơi các bác nhé. Với bộ vành 2775 mà các bác rất mong chờ đây. Thì giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và đây là chiếc xe XDS XK800. Em đánh giá hình thức chiếc xe này trên 90% các bác nhé. Bê tông màu xanh đen, rất là thể thao. Có thể lên Google search thêm về mã model này. Trên khung xe thì có rất ít những vết xước, rất là mới các bạn. Cọc yên của alumi 6061. Yên thì rất là êm các bác nhé, yên đệm cao su, còn rất là mới. Trên khung xe có ghi 27,5. Đây là ghi kích cỡ của vành các bác nhé. Đây em sẽ quay xuống vành. Cỡ là 27,5 x 1,95. To hơn vành 26 thông thường em bán. Xe được trang bị củ đề cao cấp của Shimano DOG. 9 tầng lít rất là mới các bác nhé. Xích và lít thì còn rất là mới. Bộ đùi đĩa trục rỗng 3 tầng. Đùi đĩa nhôm. Trục rỗng các bác nhé. Gạt đĩa cũng của Shimano DOG. Đồng bộ theo xe. Phía bên trên đây thì có thể thấy đây là khóa sóc hành trình, rất là tiện dụng. Các bác không phải cúi xuống để chỉnh khóa sóc nữa mà khóa sóc hẳn trên tay luôn. Đây, nút bấm mở khóa các bác nhé. Đây, có thể bấm đây để mở khóa. Sử dụng bộ tay bấm xả cao cấp của Shimano DOG. Bên này pin lip 9 tầng. Bên đĩa 3 tầng cho xe 27 tốc độ. Bộ phanh dầu của Shimano. Tay nắm rất là êm các bác nhé. Tay nắm này giúp các bác thấm hút mồ hôi. Phía bên dưới giảm sóc đây thì đây là giảm sóc hơi các bác nhé. Chữ E đây em sẽ bỏ đây ra các bác xem. Đây là lỗ bơm hơi. Phía bên này thì là cái khóa sóc. Khóa sóc thì nối dây trên tay rồi, rất là tiện dụng. Phanh dầu thủy lực của Shimano. Đây bộ phanh bộ giảm sóc các bác có thể đi những đường xấu, đường đồi núi. Cùng với bộ lốp rất là mới các bác nhé. Còn sử dụng nó rất là lâu nữa. Thông số xăm lốp thì em đã nói rồi, 27,5 x 1,95.
Bedan bạc đạn đi vòng. Dán sẽ đo chiều cao khung đứng và ngang của xe. Xe có size đứng là 42 các bác nhé. Ngang là 53. Chiếc xe phù hợp với các bác từ 1m6 đến 1m7 thì đi vừa chiếc xe này. Đây là 9 tầng lip của xe. Giờ sẽ đi vào đánh giá chuyển động lên lip. Sử dụng nguyên một bộ group của Shimano DJ rất là cao cấp. Xuống lip, các bác thấy chuyển động rất là tốt. Phía bên tay phải em là bộ đùi đĩa 3 tầng, đùi đĩa trục rỗng, gạt đĩa của DOJ. Vâng, lên đĩa. Vâng, chuyển động rất tốt, bánh quay rất là bon. Đây một mẫu xe cao cấp, dòng địa hình cao cấp mới nhất về tại này em, XDS XK800. Sử dụng nguyên một bộ group của DOJ, giảm sóc hơi, bê đan bi vòng bạc đạn, túi đĩa trục rỗng. Chiếc xe được bán tại cửa nghe mức giá là 9,6 triệu, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975 749 93 để xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa nghe. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.